Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày 27 Tây tại Hoa Kỳ, là ngày 28 Tây Việt Nam rồi. Và bây giờ là khoảng chừng là gần 9 giờ tối giờ Cali. Thì hôm nay mình làm video hơi trễ một chút nhưng mà hôm nay cũng có một số những cái thông tin thường muốn mang đến cho các bạn. Chúng ta sẽ nói về năm điều. Thứ nhất đó là các bạn đã thấy là thị trường đã xanh đầy một chút nhưng mà cái sự lo sợ vẫn còn ở đó. Thứ nhì chúng ta sẽ nói tới là ngày mai đó là ngày thứ sáu và cũng là ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 1 đó thì option lại đáo hạn. Thật ra khi mà chúng ta nói tới là ngày thứ sáu cuối cùng tháng 1 rồi các bạn thấy được là mới đây thôi, mới chớp mắt thôi chúng ta đã xong tháng 1 của năm 2022 rồi. Thật ra thời gian qua rất là lẹ. Và điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là một cái đạo lực À mà nhiều bạn cũng đã nói đến đó chính là đạo luật cạnh tranh của Hoa Kỳ và đạo luật này đó tại sao là quan trọng chúng ta cần phải quan tâm đến những cái điều gì đây sẽ là điều thứ ba mà thượng muốn chia sẻ với các bạn Điều thứ tư đó chúng ta nói tới một số những cái thông tin nổi bật khác của ngày hôm nay Và điều thứ năm chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin liên quan tới on -chain. Và trong cái mục thứ tư này thường sẽ chia sẻ với các bạn một số những thông tin Trong đó chúng ta sẽ nói tới thông tin liên quan tới Bitcoin ETF Nhưng mà chúng ta trước hết thì trở lại để mà nói về cái điều đầu tiên thường muốn chia sẻ đó chính là tình hình của thị trường các bạn thấy là hôm nay đó thị trường đã xanh lại một chút nhưng mà vẫn còn rất là nhiều cái sự lo sợ ở trên thị trường hiện tại. Và đây là cái biểu đồ của BTC thì các bạn thấy là Bitcoin trong vòng 1 giờ đó, biểu đồ 1 giờ trên sàn Coinbase thì các bạn thấy hôm nay cũng lâu ngày rất là dao động. Các bạn thấy được là tối ngày hôm qua đó thì đẩy giá lên rồi sáng hôm nay đó giá lại bị đẩy cho xuống còn khoảng chừng là 35.500, sau đó đẩy ngược cho lên tới mức hiện bây giờ là khoảng 37.400 hiện tại. Và các bạn thấy là chúng ta tiếp tục nhìn thấy là giá của BTC đó và chỉ số Nasdaq chứng khoán Hoa Kỳ đó lại tiếp tục đi cùng một nhịp với nhau. Trên bên các bạn đó bên tay trái là chỉ số Nasdaq đây là trong vòng 5 ngày vừa qua và bên tay phải là BTC thì khi mình zoom ra các bạn thấy được là cái mô hình nó rất là giống nhau. Có nghĩa là cho đến bây giờ đó Tuy là các bạn thấy là cái sức ảnh hưởng đến từ thị trường chứng khoán nó có thể là đã giảm xuống rồi Nhưng mà sự ảnh hưởng vẫn còn có Các bạn thấy được là chúng ta hồi sáng này đã thấy chứng khoán mở cửa đi xuống Sau đó các bạn thấy được là BTC cũng đi xuống theo Và khi mà chứng khoán đóng cửa đó thì sau đó bịch hồi lại có cái sự tăng trưởng ngược trở lên Ở mức hiện bây giờ là khoảng trên 37.000 đô Thì tại sao? Tại vì tôi chia sẻ với các bạn đó là hiện bây giờ những cái chỉ số hợp đồng tương lai của chứng khoán đó đang tăng lên và BTC vẫn tiếp tục đi theo cái xu hướng đó. Và nhìn chung đó, các bạn sẽ thấy được là hôm nay có rất là nhiều màu xanh. Ở trên màn hình chúng ta có những đồng đậm hơn giống như là Solana, Avax, ICP, HBAR, BNB. Thì những đồng mà có cái sự hồi phục nhiều hơn nhưng mà phần lớn hôm nay đó là một màu xanh. Tuy là các bạn thấy màu xanh đã có nhưng mà các bạn thấy được là nhìn vào cái khung đó 7 ngày thì phần lớn vẫn là màu đỏ các bạn thấy được tuy nhiên hôm nay nữa, những cái tiến triển cũng rất là tốt các bạn thấy được là BTC tăng 4,8% Ethereum là tăng 3,3% chúng ta có BNB tăng tới 8% chúng ta thấy được là Cardano tăng 3% Solana tăng 7% XRP tăng 3% và các bạn thấy được là Polkadot tăng 6% theo Luna thì xuống 2% nhưng mà nói chung đó thì trong vòng một tuần qua đó nhiều đồng lớn các bạn thấy là xuống vẫn hơn 20% ở thời điểm hiện tại. Và mặc dù là chúng ta thấy được là có thêm một ít màu xanh Nhưng mà các bạn thấy là chỉ số thanh lam sợ hãi bây giờ đó vẫn còn Trong cái dùng là cực kỳ sợ hãi Hôm nay chỉ số này là con số là 24 Có nghĩa là con số này đã cao hơn ngày hôm qua con số này là 24, hôm qua là 20 thì cũng đỡ sợ hơn một chút và cao hơn tuần nhiều rồi là 19. Nhưng mà nói chung đó chúng ta vẫn đang nằm ở trong cái vùng là cực kỳ sợ hãi và chuyển qua chúng ta nhìn vào chỉ số này nhưng mà chúng ta nhìn vào chứng khoán của Hoa Kỳ đó thì chỉ số này vẫn tiếp tục ở cái mức là sợ hãi là 33 thì các bạn thấy được là tại sao lại có nhiều cái sự sợ hãi như vậy. Chúng ta đã qua cái cuộc họp của Fed ngày hôm qua rồi. Các bạn đã thấy là trước khi mà có cuộc họp của Fed đó, thì nhiều người họ lo sợ tại vì họ không biết là Fed sẽ nói những gì nhưng mà hôm nay chúng ta đã coi như xong rồi thì tại sao vẫn còn nhiều cái mối lo sợ thì như người nào mà xem cái video ngày hôm qua thường chia sẻ đó thì các bạn cũng đã hiểu rồi Fed đã nói những gì thì nói tóm lại ra Fed cũng không có nói những cái gì quá chi tiết chúng ta thấy được là cuối cùng thì chúng ta chỉ biết thêm một số thông tin mà thôi có nghĩa là cái khả năng là Fed tăng lãi suất tháng 3 này đó là rất là cao đó là một trong những điều chúng ta nhận được và sau đó đó chúng ta cũng nhận được là tăng sẽ là bắt đầu cái mức là khoảng chừng tăng 0,25 chứ không có tăng nhiều như nhiều người tưởng đó là hai điều chúng ta nhận được từ cuộc họp của ngày hôm qua nhưng mà sau đó đó những câu hỏi khác chúng ta vẫn không có câu trả lời có nghĩa là năm nay sẽ tăng bao nhiêu lần rồi cái số lượng nợ mà Fed đang giữ đó khi nào họ mới có ý định là bán ra chúng ta vẫn không biết những câu trả lời đó nói chung là vẫn còn rất nhiều điều không có rõ ở thời điểm hiện tại và câu bạn cũng đã chỉ ra có một câu nói đó mà Fed đã chia sẻ khiến cho nhiều người lo sợ đó chính là Fed nghĩ là hiện bây giờ đó cái nền kinh tế nó đã tốt hơn nhưng mà Fed lại nghĩ là cái phần trăm lạm phát đó sẽ tiếp tục tồi tệ hơn. Vì lý do đó đó nhiều người có cái sự lo sợ là Fed sẽ có những biện pháp mạnh hơn và chúng ta đang nằm ở một cái vùng nó rất là khó hiểu để thường chia sẻ với các bạn tại sao thường này nói như vậy tại vì đây là một cái thời điểm các bạn cũng đã nhớ đó là thường này chia sẻ với các bạn về cái suy nghĩ của Mid Kevin một những youtuber nổi tiếng đó về cái việc là tại sao Mid Kevin lại bán hết tất cả cổ phiếu và crypto của mình thì Mid Kevin chia sẻ đó là đối với lại Mid Kevin thì thấy trong thời gian khoảng chừng hai tháng tới đây đó thì tin tốt là tin xấu và dẫn tới là giá sẽ đâm tin xấu là tin xấu dẫn tới giá cũng sẽ đâm thì để thằng chia sẻ thêm tại sao lại nói là tin tốt cũng là tin xấu và tin xấu cũng là tin xấu để thường chia sẻ thêm với các bạn các bạn thứ nhìn đi đây là cái thông tin liên quan tới báo cáo GDP tổng sản lượng quốc nội của Hoa Kỳ đó thì trong quý 4 mới đây các bạn thấy được là một trong những cái quý mà tăng trưởng rất là mạnh tăng 6,9% đây là cái chỉ số đo lường hiểu đơn giản đó là nền kinh tế của Hoa Kỳ trong quý 4 đã tăng 6,9% Để các bạn hiểu được đó là con số tăng này đó mạnh cỡ nào Là các bạn thấy được là những người mà người ta ước tính đó. Thì người ta thì ước tính là con số này tăng đó là khoảng 5,5% mà thôi Nhưng mà cuối cùng tăng lên tới 6,9% Và để hiểu đơn giản hơn đó là chỉ số này đó cho thấy được là chúng ta có một nền kinh tế mạnh Từ khi mà chúng ta thấy cái sự tăng trưởng mạnh của năm 1984 Có nghĩa là Nói chung đó chỉ số này cho thấy được là nền kinh tế Hoa Kỳ đang rất là mạnh ở thời điểm hiện tại và để hiểu rõ hơn nữa các bạn thấy được nhìn trên màn hình đây là cái uh, phần trăm tăng trưởng của GDP tính theo từng quý các bạn thấy được là chúng ta ở quý 4, quý 3, quý 2, quý 1 và trở lại năm ngoái đó và năm trước đó nữa như là năm 2020 thì các bạn thấy chúng ta có hai quý là cái chỉ số này con số âm nhất là các bạn thấy cái quý này đây là quý 2 của năm 2020 Tại vì sao chúng ta lại có hai quý này là chỉ số âm? Tại vì lúc này đó, tháng 3 của năm 2020, các bạn đã nhớ lúc đó là thời điểm mà dịch bệnh bùng nổ đột ngột ở Hoa Kỳ. Và sau đó chúng ta thấy được là có những cái biện pháp như là người dân ở nhà vân vân khiến cho nền kinh tế bất ổn. Và thất nghiệp cũng xảy ra ở thời điểm đó. Và các bạn thấy được là cái quý hai đó là một quý mà có cái GDP xuống rất là mạnh nhưng mà sau đó đã hồi phục lại rất nhanh trong quý 3 của năm 2020 cho nên ba cái cột này chúng ta cũng không tính tại vì đây là thời điểm dịch bệnh nhưng mà sau đó như thế nào sau đó các bạn đã thấy được là chúng ta cũng có những quý sau đó có sự tăng trưởng và cái sự tăng trưởng này đó mạnh hơn là trước khi mà có đại dịch nữa các bạn thấy trên màn hình và đặc biệt đó đã có được tăng trưởng 6,9 này là một trong những đợt tăng trưởng mạnh trong dòng mấy quý gần đây cho nên đây là một cái thông báo mà nếu như chúng ta chỉ nhìn vào thông tin có thể nghĩ là hôm nay thị trường chứng khoán sẽ là một màu xanh tại vì thông báo rất là tốt về nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà các bạn nghĩ gì các bạn đã đoán sai rồi tại vì các bạn thấy là hôm nay đó thì kết thúc là chúng ta thấy những chỉ số lớn trên màn hình như là chỉ số Dow Jones là tuy là không âm lắm nhưng mà vẫn là màu đỏ trừ 0.2% kế tiếp là chúng ta S&P 500 đó là trừ 0.54% và Nasdaq đó là xuống 1.4%. Cả ba chỉ số lớn của chứng Hoa Kỳ đều là màu đỏ ngày hôm nay. Tại sao gì? Tại sao chúng ta được là chúng ta có một cái thông tin tốt như vậy mà vẫn dẫn đến là hôm nay đó là chứng Hoa Kỳ là màu đỏ? Thì để hiểu dễ hơn đó thì tôi nghĩ là mọi người nghĩ là nếu chúng ta thấy nền kinh tế hoạt động tốt có những chỉ số gdp tăng như vậy đó thì cũng có thể là hỗ trợ được cái suy nghĩ của chủ tịch fed hiện bây giờ có nghĩa là cục yêu của hoa kỳ đó fed nghĩ là nền kinh tế tốt cho nên đó, chúng ta cần phải quản lý lạm phát có nghĩa là sẽ cần có những cái biện pháp mạnh mà tăng lãi suất vì lý do đó đó các bạn hay là tin tức tốt trở thành tin tức xấu tại vì nhiều người nói là bây giờ đó GDP tốt như vậy thì sẽ dẫn đến là Fed sẽ nghĩ rằng nền kinh tế rất tốt thì Fed sẽ tăng lãi suất còn mạnh hơn nữa khiến cho cổ phiếu là màu đỏ các bạn thấy nó hơi nghịch lý một chút nhưng mà suy nghĩ lại các bạn sẽ hiểu là cái sự lo sợ của chứng khoán đến từ đâu tin tức tốt là tin tức xấu dẫn đến giá đi xuống tin tức xấu cũng là tin thứ xấu và giá cũng đi xuống Đó là cái tình hình hiện bây giờ Nó rất là mắc cười nhưng mà đó là sự thật mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn Nhưng mà tới sau khi mà đóng cái cửa chứng khoán đó Thì chúng ta đã bắt đầu nhận được những cái thông tin đến từ công ty Apple Tại vì công ty Apple cũng báo cáo cái quý 4 này Và các bạn thấy được là công ty Apple đã báo cáo những gì Thì đây là một công ty lớn và một trong những công ty mà nhiều người đang chờ đợi báo cáo Cái quý 4 đó kinh tế như thế nào thì công ty Apple đó đã báo cáo là họ có một cái quý lớn nhất về doanh thu từ trước đến nay với doanh thu đó tăng hơn 11% có nghĩa là 123 tỷ đô la bất chấp những thách thức về nguồn cung và những ảnh hưởng kéo dài của đại dịch các bạn có thể nghe những cái thông tin liên quan tới cái chuỗi nguồn cung cầu bị ảnh hưởng đó và có thiếu hụt những cái con chip để mà làm những cái máy đó nhưng mà cuối cùng đó thì kết quả vẫn cho thấy được là Apple đã bán rất nhiều những sản phẩm của họ và các bạn đã thấy được đó là những cái mà thông tin chúng ta nhận được đó cũng không làm ảnh hưởng đến những công ty như là Apple và hôm qua cũng đã chia sẻ về cái thu nhập quý 4 của công ty Tesla thì cũng như vậy không có ảnh hưởng đến công ty Tesla và công ty Apple đó để các bạn hiểu rõ hơn đó, họ nói là họ đã đánh bại ước tính của các nhà phân tích về doanh số bán hàng ở mọi danh mục sản phẩm ngoại trừ là iPad có nghĩa là tất cả sản phẩm của Apple chúng ta nói tới là iPhone chúng ta nói tới là Apple Watch chúng ta nói tới là máy vi tính tất cả họ đều bán nhiều hơn là những nhà phân tích đó, họ ấn định ngoại trừ là sản phẩm iPad mà thôi có nghĩa là họ bán rất là nhiều và giám đốc điều hành của công ty Apple đó là Tim Cook thì Tim Cook nói đó là các vấn đề về cung cấp của công ty đang được cải thiện hơn có nghĩa là không những là quý 4 không ảnh hưởng nhiều về cái việc là ngãn cái nguồn chuỗi cung ứng mà trong cái quý 1 tới đây đó sẽ cải thiện hơn. Có nghĩa là ông ta không nghĩ là cái chuỗi cung ứng sẽ ảnh hưởng đến quý 1 của công ty Apple. Nhưng mà Tim Cook cũng có nói đó là chúng tôi đang cố gắng định giá sản phẩm của mình theo đúng giá trị mà chúng tôi mang lại và chúng tôi đang chứng kiến áp lực lạm phát. Có nghĩa là Tim Cook nói hiện bây giờ đó giá sản phẩm của Apple không có tăng giá tại vì ông ta cố gắng giữ cái định giá sản phẩm theo cái giá trị mà người tiêu dùng muốn. Nhưng mà thì bây giờ công ty apple cũng như là mọi người đang chịu cái áp lực lạm phát và ông ta nói thêm đó là tôi nghĩ rằng mọi người đều đang nhìn thấy áp lực lạm phát thì các bạn thấy được là điều này cũng làm cho nhiều người lo ngại hơn tại vì chúng ta thấy là lạm phát tăng lên thì không chỉ riêng là người dân đó là phải trả cái mức tiền cao hơn để mua hàng hóa mà các bạn thấy được là ngay cái công ty cũng vậy công ty họ cần phải nạp nhiên liệu vào họ cần phải nạp những cái phụ tùng vào thì đương nhiên lạm phát cũng sẽ khiến những cái phụ tùng đó tăng lên giống như các bạn đã thấy là giá gỗ tăng lên thì đương nhiên xây nhà sẽ tốn tiền hơn và nhà bán phải có cái giá cao hơn và lạm phát tăng lên đó thì các bạn thấy là những nhân viên họ sẽ đòi hỏi là được trả lương cao hơn và được dương cao hơn đó thì họ sẽ có nhiều tiền hơn lấy nhiều tiền hơn họ đi mua hàng hóa dẫn đến là lạm phát để tăng cao hơn đó là một cái dòng xoáy chúng ta không có muốn nhưng mà Tim Cook cũng nên nhận ra được cái điều này dù sau đi nữa đó những gì mà được chia sẻ với công ty Apple cũng khiến cho thị trường nó tốt hơn và các bạn thấy được là bây giờ ra những cái chỉ số futures như là Dow futures, S&P futures và Nasdaq đó hợp đồng tương lai là màu xanh hiện bây giờ có nghĩa là chúng ta thấy là Bitcoin và crypto sau khi mà chứng khoán đóng cửa đó và chúng ta thấy màu xanh xuất hiện ở trên thị trường hoạt động tương lai của chứng khoán thì crypto cũng đã xanh trở lại có nghĩa là chúng ta vẫn thấy cái sự tương quan đó đây là một dấu hiệu cho thấy ngày mai chúng ta có thể có một màu, màu xanh ở trên thị trường chứng khoán tuy nhiên chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian trước khi mà thị trường mở cửa trở lại chúng ta sẽ không biết đâu khi nào mở cửa mới biết được nhưng mà đây cũng là một dấu hiệu tốt và đây là cái tình hình chung của ngày hôm nay mà chúng tôi muốn mang đến cho các bạn Bây giờ đó thì Thùng muốn chuyển qua để mà chia sẻ về một cái điều sẽ xảy ra ngày mai Mà những người nào mà theo dõi kênh thường xuyên nó cũng đã biết rồi đó chính là cái thông tin liên quan tới option có nghĩa là quyền được mua và quyền được bán Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Heroes và Empires Và đây là cái thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay thì uh, Heroes và Empires là một cái tựa game NFT với cái nền kinh tế xoay quanh NFT Heroes Year tựa game đó có thể loại idol RPG với tính chiến thực cao được chuyển thể từ phiên bản mobile đã có doanh thu cao từ ở trên App Store và Google Play và game đã có chiều sâu gameplay đồ họa đẹp mắt và tính chiến thuật lôi cuốn khác biệt so với lại những cái game sơ khai của thị trường game hiện tại Thì đây là một cái game mà mang tính chất chiến thuật Người chơi có thể là lựa chọn, linh hoạt, cân đối nhiều cách chơi Điều đội hình thông qua cái việc là mở tướng, thu mua NFT trên Marketplace Và có nhiều chế độ chơi đa dạng như là leo tiến trình càng cao Để mà nhận cái phần thưởng reward càng lớn Và các bạn có thể là nâng cấp NFT Heroes sưu tầm trang bị vật phẩm để có đội hình mạnh hơn chinh phục được những cái thử thách trong gai hơn với nhiều ải campaign đang chờ đợi ở phía trước và thông qua các chế độ chơi, người chơi có thể kiếm được token HE để mà làm nhiên liệu cho quá trình chinh phục thu thập các mảng ghép NFT để triệu hồi thêm các hero có giá trị từ công sức và vị thế của các game thủ thì gameplay của Heroes Empires được uh, kiểm chứng khi mà Heroes Empires sẽ giành được chiến thắng trong cuộc thi game chill blockchain do các đơn vị game đầu ngành tổ chức và một trong những cái phần thưởng hấp dẫn của họ chính là đội ngũ advisor đến từ Axie Infinity bên cạnh là một dàn cố vấn có tiếng như là Hatu từ Dow Maker thì điểm nổi bật đó Hero Empires hiện là một trong số game file hiện tại đang chạy đầy đủ mainnet với đầy đủ tính năng game đó thì đã khả dụng trên iOS và Android với gần 90.000 người dùng trên toàn thế giới sau hai mùa giải đầu tiên và một trong những tài sản NFT có chất lượng transfer hàng đầu mạng lưới của Binance Smart Chain thì trong thời gian tới Heroes the Empire dự kiến sẽ tung ra nhiều tính năng nổi bật như là staking NFT, chuyển sang mô hình DAO và mở thêm các chế độ chơi mới cải thiện hiệu suất blockchain và các tập thích hợp sidechain. Những người ủng hộ Heroes và Empire thì ngoài việc chơi game có thể tham gia vào hệ thống staking với API có thể lên đến là 100% với tính năng staking được audit bởi Sidestack. Thì nếu mà nào mà có thú muốn tìm hiểu thêm những thông tin liên quan tới Heroes và Empires nhà tài trợ của video ngày hôm nay các bạn có thể bấm vào cái liên bên dưới để có thể tìm hiểu thêm và có thể sở hữu những NFT Heroes với giá hấp dẫn và các bạn có thể là truy cập để mà tìm hiểu thêm về trò chơi này. Tất cả những thông tin liên quan sẽ ở bên dưới cái video này và ngày mai đó là thứ sáu không những là thứ sáu mà còn là thứ sáu của cuối tháng nữa cho nên ngày mai sẽ có một lượng option không nhỏ sẽ đáo hạn và cái mà tôi muốn chia sẻ bạn đây đó là ngày mai đó tổng cộng là khoảng chừng là 2 tỷ đô la option sẽ đáo hạn có phải là cái đợt đáo hạn lớn nhất hay là không thì đương nhiên là không phải rồi nhưng mà một cái bài viết ở trên Apex Street đó nói là ngày mai chúng ta có thể được là giá Bitcoin đó sẽ tìm được cái đáy tạm thời ngày mai khi mà hợp đồng đáo hạn và những người nào mà quan tâm đó thì các bạn thấy được là hợp đồng đáo hạn ngày mai đó cho option đó là cái mức giá max pen có nghĩa là cái điểm mà nhiều người sẽ bị lỗ nhất là 42.000 đô và đây là thông tin đến từ Deribit thì nghĩa là nhiều người đó nói là thường chúng ta có thể thấy được là giá cả dao động trong tuần trong tháng nhưng mà tới lúc mà những đợt mà đáo hạn lớn của hợp đồng đó thì giá nó sẽ từ từ đi về xu hướng của cái điểm max pen này đây là cái điểm mà làm cho nhiều hợp đồng nó mất giá trị thì bạn thấy được rồi khi mà chúng ta nói tới hợp đồng đó chính là hợp đồng quyền được mua và hợp đồng quyền được bán cũng như là option chứ không phải là futures option là quyền được mua và quyền được bán cho nên nếu như mà chúng ta thấy đó là cái mức giá gần cái mức là 42.000 đô thì nhiều lệnh option nó sẽ không có giá trị đâu, khiến cho người được lợi nhất là người bán option. Đó là cái thông tin nhưng mà ít ra các bạn thấy 42.000 vẫn cao hơn mức giá hiện tại, đây cũng là một cái hy vọng nho nhỏ mà thôi. Bitcoin có thể là trong vòng một ngày vượt lên 42.000 hay không thì đương nhiên không có gì là không thể hết. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được là cái mức giá này nó phải tăng mười mấy phần trăm trong vòng một ngày là không phải là một điều mà chưa từng xảy ra đối với BTC nhưng mà nó sẽ một trong những điều mà khó xảy ra hơn đối với Thuận. Nhưng mà chỉ cần là đi về xu hướng 42.000 cũng đã tốt rồi. Nói tới đây đó thì không chỉ riêng là Bitcoin là có option đảo hạn mà các bạn thấy được là ngày mai cũng là cái ngày chúng ta có cái số lượng option khoảng chừng phân nửa cái số lượng của BTC là 1,1 tỷ đô la đáo hạn cho Ethereum và những thông tin bây giờ cho thấy được là cho dù sao đi nữa đó thì ngoại trừ là giá của Ethereum đó đột ngột tăng từ mức này qua khỏi cái mức đó là khoảng chừng 2.900 đô thì những người mà giữ những cái lệnh kho đó những lệnh mà đánh lên đó thì sẽ bị lỗ hiện bây giờ các bạn thấy được là cái bên mà đánh xuống đó sẽ lời chỉ là lời bao nhiêu mà thôi. Nếu như mà giá của Ethereum đó từ mức là 2002 tới 2004 thì các bạn thấy được những bên mà đánh xuống đó họ sẽ có lời khoảng chừng là tổng cộng là 270 triệu. Nếu như mà các bạn thấy là cái giá từ 2004 tới 2007 đó, như là cái mức giá hiện bây giờ thì cái bên đánh xuống sẽ có lời khoảng chừng là 190 triệu. Nếu như mà giá đó là từ 2007 tới 2009 đó, thì các bạn thấy được là những bên đánh xuống cũng sẽ có lời nhưng mà ít hơn là 110 triệu. Nó tóm lại, ngoài chưa là giá BTC có thể là tăng lên hơn 2.900 đô qua khỏi 3.000 đô từ đây cho đến sáng ngày mai chứ nếu không đó, thì những bên mà đánh lên sẽ bị lỗ. Cái này nó rõ ràng hơn là chúng ta nhìn vào BTC hiện tại.